sáng ngày 10 tháng 11, với 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,33%, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27, ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Trung ương khóa 12. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước. Cùng với cải cách tiền lương, nghị quyết của Quốc hội nêu rõ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Với các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước của Trung ương đang thực hiện các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng, tính theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12 năm 2023. Mức hưởng theo cơ chế đặc thù này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024. Ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 đến 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng đọc tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ do đã có đơn xin từ chức. Tại kỳ họp, 100% đại biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Sáng ngày 10 tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ lớn nhất khu vực miền Trung, Tây Nguyên và vụ mua bán mô, nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thùy Trinh, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Bình Thuận, và Nguyễn Việt Thành về tội mang thai hộ vì mục đích thương mại. Khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Anh Tuấn, Trần Việt Thành, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Bắc Cạn, Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình, và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại Sóc Trăng, về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Thông tin ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên mạng xuất hiện một nhóm đăng hàng loạt bài viết liên quan đến hoạt động mang thai hộ, mua bán nội tạng. Các đối tượng không để lại thông tin liên lạc, chỉ liên hệ bằng hình thức nhắn tin riêng. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lần theo từng đầu mối, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng có liên quan. Qua đó, công an xác định nhóm đối tượng gồm Trương Thị Thùy Trinh, Trần Tuấn Anh, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam, và Trần Việt Thành, cùng thuê một căn hộ chung cư ở phường An Đông, thành phố Huế để sinh sống. Các đối tượng này thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên không gian mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 đến 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 triệu đồng đến 1,45 tỷ đồng. Công an xác định Trương Thị Thùy Trinh là đối tượng cầm đầu hoạt động mang thai hộ. Trinh cùng với Thành đã tổ chức mang thai hộ cho nhiều cá nhân trên toàn quốc. Riêng tại tỉnh Thừa Thiên Huế,
vào ngày 29 tháng 5 năm 2023, Trinh đã tổ chức cho một trường hợp mang thai hộ thành công với hợp đồng thỏa thuận là 200 triệu đồng. Tại thời điểm phá án, công an còn phát hiện Trinh thuê một căn phòng chung cư ở thành phố Huế để nuôi hai đối tượng đang mang thai. Còn Trần Tuấn Anh và Trần Việt Thành là đối tượng tổ chức hoạt động, tổ chức mua bán thận tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2018, đối tượng Tuấn Anh đến các bệnh viện tại Huế để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu, để lại số điện thoại và rao giá một quả thận từ 800 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Tuấn Anh tìm người bán thận qua trung gian là Việt Thành. Mỗi trường hợp bán thận thành công, Tuấn Anh chi trả cho Việt Thành từ 100 đến 110 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Trần Tuấn Anh đã tổ chức 8 ca ghép thận tại một bệnh viện ở Huế, trong đó có 4 ca thành công. Ngoài ra, trong chuyên án này, lực lượng công an còn phát hiện thêm nhóm môi giới mua bán thận là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1986, trú tại Quảng Bình và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1998, trú tại Sóc Trăng. Từ tháng 7 năm 2020, Hà và Ninh sống với nhau như vợ chồng ở tại đường Bà Triệu, thành phố Huế. Cả hai đến một bệnh viện tại Huế tìm người có nhu cầu ghép thận để môi giới mua bán. Mỗi ca ghép thận có giá từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, người hiến được nhận 450 triệu, các đối tượng này thu lợi khoảng 100 triệu đồng cho mỗi ca môi giới ghép thận thành công. Từ năm 2020 đến nay, Hà đã môi giới cho khoảng 18 trường hợp, trong đó có 3 ca phẫu thuật ghép thận thành công. Đối tượng Ninh đã môi giới thành công 5 ca ghép thận và hỗ trợ Hà môi giới thành công 1 trường hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam 5 bị can để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. 5 bị can gồm Võ Dương Bảo Hưng, 21 tuổi, Ngô Thành Tính, 22 tuổi, Lê Thành Tiến, 23 tuổi, Lê Thành Đạt, 20 tuổi, cùng trú thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Hoàng Thành, 24 tuổi, trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 3, 5 thanh niên trên cùng 2 người khác lái 3 ô tô từ thị xã Bến Cát và thành phố Biên Hòa xuống thành phố Vũng Tàu du lịch. Khuya cùng ngày, nhóm điều khiển xe về nhà, nhưng đến khu vực đường 2 tháng 9, phường 11, thành phố Vũng Tàu thì dừng ô tô, lên ý tưởng quay các clip đua xe, biểu diễn xe, đăng lên mạng xã hội. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh hai đối tượng đi cùng nhóm đối tượng để xử lý theo quy định. Ngày 10 tháng 11, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, theo dữ liệu quan trắc và theo dõi khí tượng của các cơ quan dự báo thời tiết tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hiện các khối không khí lạnh đang di chuyển dần từ phía Bắc bán cầu thuộc lục địa châu Á xuống phía Nam. Các chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng ngày 12 tháng 11, sóng không khí lạnh lệch đông bắt đầu ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Từ đêm ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, miền Bắc chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống 15 độ C. Đến ngày 16 tháng 11 sẽ có sóng không khí lạnh thứ hai bổ sung, cường độ mạnh. Hôm nay, miền Bắc vẫn nắng và khá nóng vào buổi trưa, với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ C, miền Trung trời nắng, một vài nơi có mưa về chiều tối. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa. Sáng ngày 10 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát bản tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ khu vực Nam Bộ. Theo đó, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy mây dông đã và đang phát triển, gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét. Từ sáng sớm ngày 10 tháng 11, mưa đã diễn ra trên diện rộng tại Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Sau đó, mây dông khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm, trong cơn dông đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Bên cạnh đó, Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cảnh báo, mực nước đỉnh triều trên các sông ở thành phố Cần Thơ sẽ lên trong những ngày tới.
đỉnh của đợt triều cường này có khả năng lên nhanh. Theo triều cường đầu tháng 10 âm lịch,